Một ngày đầu năm 2022, chúng tôi đã có mặt tại hai làng nghề truyền thống tại phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định là làng nghề cốm An Lợi và làng nghề nón lá Gò Găng. Còn khoảng chưa đầy 20 ngày nữa, người dân Việt Nam đón Tết âm lịch, nhưng những nghệ nhân tại hai làng nghề này cho biết họ không tất bật lo hàng Tết như mọi năm, vì năm nay, đến thời điểm này, chẳng có ai mua. Thì nói chung là mấy năm trước kia làm cũng được, mà năm nay dịch bệnh thì nói chung nó cũng bán chậm, không phải như mấy năm trước. Người ta nói chung là làm ăn khó khăn, người ta cũng giảm bớt mua này cái khác nọ. Coi như dịch bệnh đâu có làm bao nhiêu đâu, ít làm nữa. Nhà chỉ chủ yếu làm ít bác sĩ thôi, cũng nếp á, chứ còn cũng gạo đâu có bán được. Năm ngoái vậy mà bán được, năm nay bán không được mà. Trốn nào, nhà nào nó dịch không mua, nó bán được. Tôi thì còn đếm cửa hết, bán được nó ra có mua. Bưng đi bưng gì à? Không, ta tết thì ngày nào như ngày nói vậy, làm một bán này mới khó nhất cái chứ làm có bán được, giờ không có tiền mua mắm ăn. Năm nay thất nghiệp đâu được đâu, dịch bệnh này người ta không mua, không có đi bán được, người ta không đi không sức được, thành người ta không có mua nón, thành nón ớ. Bên cạnh đó, phần lớn những người làm nghề cho biết giới trẻ ở làng nghề không mặn mà với công việc thủ công này, gần như 99% không muốn theo nghề của ông bà để lại. Bây giờ người ta đi buôn bán ở kia thấy nó sướng hơn, mà cả là nói chung là làm nó công nó cực hơn, người ta không gói, người ta làm cái kia hơn. Mình ở nhà giờ làm ruộng làm đồi thôi, giờ mình kìm với cái nghề đây. Chứ còn thiệt ra là nghề đã cực lắm, làm cũng bán ra luôn vậy chứ, mà điều nói chung là không đắt hơn bằng mấy năm, thế mà cũng ra. Đau thì bó nhiều chứ, bây giờ nói chung mấy người kia họ già, rồi làm nấu nữa họ nghỉ. Còn giờ trai trí bây giờ nói chung là nó thấy người đại khổ nó cũng ít làm, nói chung vậy, thành nó cũng bó hết. Nó ngán rồi, coi như mấy bữa là ở dưới kia có ăn lò, ở dưới kia hai lò, ở chỗ kia một lò là ba tao nữa, bốn mà còn có mình tao làm lấy ra chứ còn tụi nó nghỉ. Thằng dưới đây nghỉ rồi. Nên cái người già làm công chứ còn kiếm có tìm làm nốt đây. Nó gái hầu kia chứ giờ đây nó bó nó đi làm người hết. Đi làm xuống mây xuống gỗ đồ hết rồi con. Nó còn có người lớn tuổi mà muốn làm cái nốt đồ dày chứ còn. Sao đấu được cái đây là cái làm phụ mà. Nhỏ nhỏ đi làm các cái công ty, đa số là công ty mây rồi các cái xuống rồi nó đi làm. Còn mấy người lớn lớn đeo bệnh rồi như nhà làm nốt chứ. Thu nhập ít lắm. Ngày làm vậy thì thu chừng cỡ mấy chục ngàn ngày công cho mấy đâu. Theo lý giải của những người còn làm nghề, thì nghề cốm hoặc nón lá để làm ra thành phẩm, người làm phải trải qua nhiều công đoạn chế biến, đan lát thủ công tỉ mỉ, kỳ công. Tuy vậy, thành phẩm lại hoặc không bán được, hoặc giá bán quá rẻ, khiến lợi nhuận thu vào không thấm vào đâu với công sức bỏ ra, nên nhiều người nản, bỏ việc. Rồi đây mà dịch hoài rồi, thao kinh. Chứ hầu kia thì nói chung là bán mình thì cái nồi nào chỉ có nồi truyền thống này nó khó, cho nó không phải như bên cúng gạo các tường đó. Cái nồi cúng nếp nó khó hơn. Rồi cái hệ thống rang xem rồi đem ra trà rồi trà dơ rồi bắt đầu trà sạch rồi mới đưa người ta lựa mới làm đấy. Tùy theo, bây giờ cúng bình thường bán 10 ngàn, còn cúng tết hàng đặc ở thì bán 20 ngàn. Bây giờ thì chưa làm, bây giờ chẳng qua là bán cúng bình thường rồi thôi, còn tết là khoảng 25 đồ trở lên. Chừng đó mới làm cúng kia. Nhiều công đoạn lắm con. Giờ xuồng dành già chí, giờ kho giải. Nó khô rồi, cô chốt đi mẫu phanh cái bộ xuồng ra. Rồi mới làm mới nướng lá lên. Rồi mình nước nữa nó mới thành phẩm. Đây chưa, cô chưa nước này. Chưa nước cái dành đây, còn nó chưa thành phẩm. Mới có chèm thành không rồi. Có nhiều công đoạn lắm. Con bán không được là con đưa mình làm cái người của mình là mình làm cũng đưa. Mình làm phụ để cho có người mình làm cho vui vậy, cũng bán mua cũng ra sao đâu. Thì cũng bán gây ra vậy thôi, mà người ta mua giá rẻ cho mình, cho nó không có mua giá được hầu kia. Người ta mua giá cỡ 20 nước, mình bán cỡ 300 ngàn bạc. Bà vốn hết gần 100 rào, 8 đục lá này dài này nó bán 12 ngàn. Mình làm gì đâu. Cái đây là có chứ mà hầu xưa, chứ giờ người ta không đậu nón nữa. Chứ mình giờ đây đa số người ta đi xi đội mũ bảo hiểm hết nón nè chị, học kia là tết cái nón là quan trọng, phải có một cái nón đẹp đội quay nhung rồi vậy đi xin sưng đi chơi tết được chứ, đi đây làm lại đỡ bán
người ta dùng để người ta lao động, đi mưa, đi nắng như vậy chứ. Tết đang đến, nhưng những nghệ nhân tại Bình Định cho biết họ không dự đoán được thị trường tiêu thụ do dịch Covid-19 vẫn còn. Do đó, với họ tới đâu hay tới đó. Làm đây, đây là cũng gọi là hàng chợ mà, làm hợp bán hầu nào cũng được đó, hầu nào cũng có người mua đó. Hồi trước kia đem lên chợ bán, thường thường ở chợ kia người ta bán gà gáy đấy, thép đen người ta mua cho mình, nên là người ta đến nhà người ta mua. Bán mà chậm lắm, ít người ta khó mua, vật liệu cũng khó mua. Như năm nay thì hạn chế giảm nhiều, có ít có người mua. Các cái điểm du lịch đội cũng ít người đi, ít người tham gia cho nên người ta bán hàng cũng chậm. Nó rỉ hơn, không biết cứ tùy kỳ theo vậy, từ đâu hay từ đó vậy, cho cũng mà sợ nó có bùng phát ra nữa thì... Như vừa rồi nó ngăn chặn chút cách ly, giãn cách rồi đó sao chứ làm sao bán. Riêng với nghề nón lá truyền thống Gò Găng, một nghề từ lâu đời, ít nhất cũng gần 300 năm, và sản phẩm nón lá ở đây được coi là bậc nhất của người dân xứ Nẩu. Cưới đèn đôi, nón Gò Găng, sắp lãnh An Thái, một khăn trầu nguồn. Các nghệ nhân lại không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào của chính phủ trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua. Có hôm kỳ rồi cô nghe người ta nói là dịch bệnh này giờ cái người nón nó thất thu. Thất nghiệp là nó không có làm, không có buôn, không có bán được, nói vậy ăn cái thì cô hỏi ông thông trướng, ông nói không có cái gì cái chính sách mà để hỗ trợ những người nón mà các nơi có